Chào mừng nhà đến với kênh Nguyễn Chí Đập. Hôm nay mình sẽ lên sóng cho anh em rất là nhiều đồ khuyến mãi trong cái tháng 9 này. Thì bên cửa hàng mình anh em trong cái tháng 8 và tháng 9 rất là nhiều sản phẩm đang sale giảm giá, khuyến mãi, thanh lý tồn kho này nó rất là nhiều luôn. Và bước sang tháng 9 thì những sản phẩm nó vẫn còn ha. Để mà anh em mà ghé cửa hàng mua có thể lựa chọn thì mình sẽ lên sóng những sản phẩm mà khuyến mãi. Thì hôm nay ha cũng là ngày giữa tháng 9 anh em ha, gần cuối tháng 9 rồi. Thì mình sẽ nhắc lại những sản phẩm khuyến mãi này và mình sẽ để đường link ở bên dưới ba bốn cái video gì đó về những sản phẩm khuyến mãi anh em có clip và anh em xem ha, cái nào hợp lý thì mình liên hệ, mình còn không mình mua nha. Còn những tone sen thì nó nằm trong cái tháng 9 nè, rồi những cái dòng mà của stop hay nọ đấy anh em ha, nhắc lại cho anh em để anh em có thể liên hệ mua giá cực kỳ tốt luôn. Và trong cái tháng 9 này nó có hãng Total nó cũng giảm giá rất là sâu nè. Hôm qua khi mình có lên sóng Total rồi nè. Rồi thanh lý một vài dòng của hãng Top, Tonsen, hãng CMAX anh em ha. Và sale hãng Bumkin thôi quá trời đất luôn anh em ơi, nhiều quá. Nhiều lúc nhiều quá giới thiệu không hết được. Thì mình từ từ mình giới thiệu hết cho anh em ha. Và mình có để đường link bên dưới, anh em có click vào link sản phẩm nào đó mình cần mua á, mình liên cái đường link của video đó nha, video mình giới thiệu từng từng hãng đó, anh em click vào đó anh em coi. Total cũng có một cái video, Tonsen cũng có một cái video, rồi Bumkin cũng có một hai cái video nè, rồi hãng CMAX cũng có nè nha, anh em click vào anh em xem. Và bật mí thêm với anh em á, bây giờ trong cái tháng 9 này từ đến cuối tháng nó nhiều hàng cũng mới lắm anh em ơi. Bây giờ bật mí thêm là cái dòng mà Yamasu nè, nó về máy bắn vít nè. Máy bắn vít tốc 3600 lực tới 300 mấy Newton luôn, trời ơi giá mang thiệt. Chưa có về ha, cũng sắp sửa hôm nay hoặc ngày mai là về thôi. Thì từ từ mình sắp xếp lịch mình lên video cho anh em, tại vì nhiều lúc mình bận rồi này nọ anh em. Lên video nó hơi trễ một chút nha. Nhưng mà về căn bản á là hàng nó hàng mới nhiều. Thứ nhất là mình bật mí chút xíu ha. Máy bắn vít á, chuyên vít của Yamasu đó, cái nem tóc 3600 nha. Lực rất là khỏe luôn. Nha, lực của con mà chuyên vít á, anh em biết lên tới bao nhiêu không? Lên tới 330 niu luôn, giả màng thiệt. Nha, rồi bu lông nó cũng có loại 500 niu, rồi 330 niu ha, rồi máy mài Yamasu sẽ có bốn mã mới, là hai mã bu lông, một mã máy mài, một mã bắn vít. Rồi cái tiếp nữa thì kinh lưu thì nó sẽ có ba mã máy rửa xe nha anh em ha. Thì từ từ mình sẽ lên sóng sắp lịch ha, sắp xếp đâu đó thì nó cũng từ từ lên hết giới thiệu cho anh em thôi. Đó, nhiệm vụ mình là hàng về là giới thiệu rồi lên sóng những hàng khuyến mãi hay nọ ha. Ok, thôi mình đi vào chi tiết từng cái đi các anh em ơi. Hãng Total họ cũng vừa nhắn cho mình là cái chương trình mà mấy cái combo mà ba máy này nọ đó, cũng nói chung là rất là nhiều combo á, thì giá đang khuyến mãi, không phải đang khuyến mãi đâu mà giá combo là giá hãng tài trợ cho người tiêu dùng Việt Nam đó nha. Thì bên đây nè anh em, mình mở lên coi nè. Nè, lưu ý là 22 mã combo khuyến mãi công xưởng hỗ trợ giá tốt cho người tiêu dùng Việt Nam. Ok anh em ha. Đó, từng đợt nên hết hàng này sẽ không nhập lại được giá combo nữa. Với cái nữa là tỷ giá USD tăng phi mã ảnh hưởng tới giá nhập. Đó, anh em ha. Nên những cái combo mà anh em nào có nhu cầu thì mình mua nha. Thì mình thì lựa chọn vài combo mình bán thôi chứ nhiều quá. Những combo khác thì là anh em không ôm hết nhiều được mấy anh em ơi. Nha, ví dụ combo 5 máy nữa đó thì bình thường giá bên mình bây giờ cũng đang sale 10% á anh em. Không phải sale 10% mà đang giảm giá còn là 3250 đó. Ở 3 máy chứ, 2 máy pin rồi một cái máy khoan đục ba chức năng, một máy bắn vít, một cái mài mà giá chỉ có 3250 tới 2 viên pin 4A một cục sạc luôn. Ha. Ok thôi, mất hết 5 phút rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm này nha. Giờ mình bóc lộn xộn ha. Cái nào thì anh em coi thì mình có thể mình liên hệ mua ha. Đầu tiên nè, cái này là bán nhiều nhất nè các anh em ơi. Đây là cái mỏ LED nè, bình thường giá có giá là 228.000. Sale là còn có 159.000 thôi nha. Sale đó tới 30 hay ba mấy phần trăm nhưng mình quên mất tiêu rồi. Chưa, bật mí thêm cái nữa. Quên. Đây nè mấy anh. Đây, một nồi DCA nè, chuẩn bị giao qua để làm chương trình. DCA này là DCA mấy con trưng bày mẫu mấy hôm nay mình sale á, thì bây giờ chuẩn bị giao cho mình thêm 50 máy nữa nè. Đây có list, có mã hết rồi đây nè. Thì chắc không biết chừng nào hôm nay giao luôn nè.
Đó, nói chung là ngày hôm qua thì nó dọn, ngày hôm nay nó dọn nhiều quá, quá trời đồ để mình làm sống luôn mà lên không kịp, nên chiều mình đi sớm này. Thôi mình lên trước nhiều lên ha, còn không này để ngày mai rồi mình ship lịch cho anh em ha, từng ngày lên chút một chút. Đó, 50 máy thì mình lên không lên lần được đâu, 50 máy này về mình kiểm tra xong này nọ anh em. Lên đâu đó tầm khoảng 10 mười mấy máy ha. Rồi xong rồi mình lên tiếp nữa 10 mười mấy máy gì đó, mình lên hết một cái đợt cuốn chiếu xong. Rồi những cái đợt nào mà anh em còn tồn lại mình sẽ quay ngược lại một vòng mình lên sóng một đợt nữa. Nói chung mình sẽ lên sóng nhiều đợt cho những cái dòng DSA này. Em bữa nay anh em mua cũng ủng hộ cũng nhiều đó, cũng còn không có không có nhiều đâu mấy mã lúc trước mình lên sóng đó các anh em. Cũng còn vài mã đó. Nha thì chuẩn bị giao qua 50 máy nè. Như đây mình nó thực sự mình không cho không biết là cái máy gì luôn, có nhiều mã quá. Nha. Đó, bật mí thêm cái nữa còn sót. Nhớ tới đâu làm tới đó mấy anh em ơi. Ok nha. Rồi, đây là cái mỏ lết nha. Cái khả năng cái này là mở lên tới 330. À, giá cực kỳ tốt luôn, 228.000 mà giảm còn có 159.000 thôi. Nha. À, rất là xịn luôn, hàng công nghiệp nha mấy anh em. Trong cái phân khúc mỏ lết này cái này là xịn nhất con sen rồi đó. Nha. Con sen là xịn nhất đó, không có xịn hơn đâu. Rồi 159k, mình sẽ qua con này. Sản phẩm kế tiếp nữa là cái kìm cắt của Tonsen. Đây mấy anh. Đây là hai cái dòng kìm cắt mà giảm giá cực kỳ đậm sâu luôn. Bình thường anh em mua cái kìm 6 inch này nè. Giá là 159.000 nha. Độ cứng của cái lưỡi này lên tới 62HRC nè. Anh em á, lưỡi cắt là 586HRC nè. Giá 109.000, trong cái chương này sale chỉ còn có 75.000 thôi. Trời ơi, con này bán. Anh em lưu ý nha, mấy cái này là nó theo số lượng nha. Trong tháng 9 mình còn mình giới thiệu nha. Nào hết là mình cũng chịu thôi. Rồi 75.000 một cái nha các anh em ơi, có mã là 10018. Đó, anh em nào mà cứ nhu cầu mua thì liên hệ ha, giá giảm đậm sâu luôn. Chương trình này hỗ trợ riêng của công xưởng á, của nhà máy đó mấy anh. Có nghĩa là giới thiệu thêm cái tôn sen này nè, để mà chạy chương trình này tôn sen phải lên một đơn hàng theo số lượng yêu cầu của công xưởng. Rồi cái bên công xưởng nó sẽ giảm cho cái nhà nhập khẩu này đỡ của nhà nhập khẩu này là mới giảm lên chứ ngược người tiêu dùng anh em á, và cho người đại lý giảm thẳng cho người tiêu dùng nha, chứ không phải cái chương trình này là của nhà nhập khẩu. Nhà nhập khẩu mà giảm kiểu này là lỗ banh sáng luôn, công xưởng hỗ trợ nha các anh em. Nên lô này lô mới nhập về đó, chứ không phải là hàng tồn kho. Mấy con tôi xem là hàng mới đó, không có tồn kho đâu, anh yên tâm. Tại vì muốn đặt là nó phải có cái lịch, cái list đó, về đúng cái công đó và cái ngày đó thì nó mới có cái lô này nha anh em ha. Rồi nhắc giới thiệu anh em vậy chứ không phải hàng xã hàng tồn nha. Đó, công xưởng hỗ trợ, giống như hãng Total mấy nay mình giới thiệu anh em mấy cái pin thì nó giảm mấy nọ, nó cũng công xưởng hỗ trợ đó. Rồi cái này thì giá là 109.000 giảm còn 75.000 ha, kìm cắt công nghiệp nè. Rồi lên cái lớn hơn xíu nữa 7 inch nè, cái này 6 inch ha, 7 inch là 120.000 nè. Cũng mấy này là thép CNV cũng lượng cắt từ 5862 ha, giá còn 84.000 thôi. Rất là rẻ luôn, mấy cái này bán rất là chạy. À, nhắc lại để anh em có ghé cái hàng mình liên hệ mua. Rồi tới kìm răng mấy anh em ơi, kìm răng công nghiệp nè. À, kìm răng công nghiệp 8 inch này 133.000 giảm còn có 93.000 thôi. Trời ơi. Quá trời ngon luôn ha. À, rồi. Đó, đó là mấy cái dòng của Tôn Sen bán cực kỳ ngon luôn. Rồi tới kế tiếp ha, mình sẽ qua Tôn Sen mình qua chút xíu đi. Mình sẽ tới mấy cái con này nè. Đây. Con này hơi bị độc, hơi bị lạ nè. Đây là một cái kìm bấm mỏ kẹp nè anh em ha. Đây, nó làm bằng thép Seramo nha, cái dòng này ứng dụng để anh em làm mấy cái thợ đồng xe hoặc anh em kẹp này nè. Đó, nó làm rất là ngon luôn. Có hai mẫu lận, cái mẫu kia nó hết hàng rồi, giờ còn cái mẫu này nha. Mẫu này hôm kia mình về bán là sạch bông luôn anh em, mẫu này bán chạy thiệt, nó hơi hàng độc lạ. À, anh em dùng này để mình kẹp kẹp vô nè, kẹp mép trong mép đây để giữ lại ha. Giống như là khi mà mình kẹp xuống cái thợ hàng anh em, thợ ô tô làm đồng ô tô á. Mấy kìm này là hãng nên trang bị nè, mình làm đồng ô tô là anh em kẹp vô khoát ha, là mép ở trên là giữ, với mép dưới là giữ tấm tôn ha, kẹp vô một cái. Mua vài cái cho anh em thợ ha. Thép Seramo cả thân lẫn cái đầu kẹp này nha. Và cái dòng này của hãng Likuta và sản xuất tại Đài Loan. Này mà sản xuất tại Đài Loan nha. Đó, giá mình chỉ có 110.000 thôi, giảm sập sàn luôn. Lúc trước con này là phải gần 200.000 hơn. Này mà thì cái dòng này thì nó bán hơi chậm nên chương trình được khuyến mãi này mà chỉ có 110.000 cho cái kìm bấm nha. Mở nhanh luôn nha. Đó, bóp này lên nè, anh em bóp cái tay lên luôn này là mở nè. Đó, của Likuta sản xuất Đài Loan ha, có 110.000 thôi mấy anh em ơi nha, 6 inch nha. Rồi Seramo, rồi mình qua đây là cái dòng đây nè. Likuta có thêm hai cái kìm này đây nè, đây là kìm cắt của Top Top Gold. Cái dòng Top Gold này sản xuất tại Đài Loan ha, xài rất là ngon và nó có trợ lực luôn anh em ơi. Rồi nè, ok ha,
ngon lắm. Cái kiềm này phải nói là anh em thấy không, cái đầu ở trên này nó giờ lên chết tới trên là trọng lực tới hơn tới 40% luôn ha. Chúng ta chỉ cần cái lực tầm khoảng 40% như những kiềm bình thường thôi là chúng ta cắt được rồi nha. Dòng này không phải cách điện ngàn vô nha, phổ thông bình thường thép CRV ha, chuẩn TOVCS đầy đủ nè đó. Cái dòng Top Gold sẽ có ở Đài Loan, bình thường cái kiềm này phải hơn 200.000, nhưng mà trong chương trình này chỉ giảm còn có 135.000 thôi mấy anh em ơi. À, mình ôm cái kiềm này là tới 50 cây á. À, bởi vì nó giá rất là tốt à, nếu mà so với cái phân khúc của anh em giá rất là tốt luôn. Và cái dòng mà nhập khẩu từ Đài Loan về hàng top chính hãng nha, bên mình thì chỉ có top một là chính hãng thôi chứ không có loại một loại hai nha. À, có nghĩa là không có chuyện mà hàng loại hai ở đây, chỉ có top chính hãng và hàng nhái thôi. Ok ha. Rồi cái dòng này thì giá là 135.000, độ cứng của cái lưỡi nè lên tới 62 Hz luôn, nó cứng hơn cái tôn sen có 58 thôi đúng không, nhưng mà cái này nó lên tới 62 Hz luôn nha, rất là cứng. Kìm này mình bán rất là nhiều luôn, nhiều anh em xài mới về thêm là vét kho luôn rồi đó. 135.000. Rồi kế tiếp với kìm nhỏ mấy anh em, kìm nhỏ như thế này luôn mà giá chỉ có 120.000 thôi. Mấy dòng này là dòng Heavy nha, Heavy Duty. Rồi cái lưỡi nè được cái độ cứng lên tới 62 Hz nha, rất là cứng, sản xuất tại Đài Loan, dòng Top Gold đó, giá mịn màng có 120k thôi mấy anh em ơi, nhọn đót luôn ha, kìm đẹp lắm nha. À, quá trời ngon luôn nha. Đó, anh em nhìn cái kìm của ông Top này phải nói là xuất sắc, không có thua gì so với Fuya mà sản xuất Việt Nam đâu mấy anh. À, sản xuất Việt Nam thôi chứ mình không so Fuya ở Nhật được nha, Fuya ở Nhật nó mắc tiền lắm. Rồi giá là 120k, anh em biết sao nó giảm giá không, tại vì á anh em biết cái kìm Fuya kỳ này nó ra mạnh quá thì cái ông top này cũng giúp nhập về nhiều, và Fuya kỳ này ra nhiều nhiều cái mã giá rẻ quá nên ông top phải giảm giá, nó đại khái giống vậy ha. À, thì ok á, giá 120 ngàn thôi, sản xuất Đài Loan nha đó. Khả năng cắt di động 4.0 nè mấy anh. À, rồi dây cứng là dây bình thường, ví dụ dây bình thường là 3.2 nè, dây cứng là tới là 2.2 thôi, anh em cắt dưới giá trị đó xíu 2 chấm được rồi. Ok nha. Rồi 120k. Kế tiếp kìm răng ha, kìm răng này có 100 ngàn thôi. Kìm răng này là 160 mm, sản xuất ở Đài Loan luôn ha. À, cái dòng Top Gold, lưỡi cứng cũng 62 ha. À, đẹp lắm nha, cái kìm răng này quá trời đẹp luôn. Anh em nào xài kìm đấy, ta cầm kìm xịn thì nhìn nó biết liền. Dòng này thì nó sẽ có phủ một cái lớp đây nha, phủ cái lớp này để cho nó chống reset anh em ơi. À, khi ta xài mất cái lớp đó thì nó cũng reset bình thường này. Ok á, rất là đẹp, kiềm răng 100.000 cây. Đó. Rồi mình sẽ qua cái dòng này, mình quay lại về chút xíu về qua qua chút xíu về về xe mắt đi. Đây xe mắt thì nó sẽ có một cái tua vít này giá 70.000 này đang sale nè, đây cái hộp nè 28 trong một nha, 70.000 cho cái xe mắt này thôi. Nay mình giới thiệu là lộn xài ngầu luôn, không thiếu thương hiệu gì hết á. Đó. Thì 28 trong 1 nó gồm là 14 cái đầu này, mỗi cái đầu là nó sẽ có mỗi một cây là nó có hai đầu. Do vậy thì 14 nhân 2 là 28 đầu. Trong đây thì có bông nè, nha anh em á, đây nè, có bông nè. Rồi lục giác nè, rồi dẹp nè, BH nè. Lục giác quá trời luôn nè, rồi bông quá trời luôn nè ha. BH ở đây nó là dẹp dưới nè, anh em thấy không? À, 28 đầu luôn. Và nằm ở trong một cái cây tua vít như thế này mà giá chỉ có 70 ngàn thôi. À, khi mình em xài anh em kéo xuống là rút ra đó, nó sẽ có thêm là mấy nấc nè. À, anh em nào kéo dài thì để nấc này, nấc này mình dặn ha, nó không có tự lực nha, muốn vô xíu mình kéo xuống nè, nấc thứ hai ok sát thì đưa xuống nấc thứ ba sát luôn đó. Trong đây thì có 500, bỏ vô nó gài nó hít thì chúng ta mở. À, những anh em nào mà thợ sửa này nọ nhỏ nhỏ thì có thể mua cái này, giá đang sale chỉ có 70 ngàn cho cây đầu tua vít 28 trong một nha anh em. À, của hãng xe mắt 28 trong một nha. Rồi mình qua xe mắt kế tiếp nữa, có một cái hộp tua vít này là 22 98 ngàn, 22 thôi 98 ngàn. Lý do nó là nó này, này, mỗi một cái cây thì nó sẽ có một cái đầu tua vít riêng, 2 4 6 7 7 3 2 1 với cái này nó 22. Thì khi mà anh em xài thì trong đây nó có những cái tê nè, bông nè 2 3 4 rồi tê 15 16 18 19 rồi BH 3 số 0, BH 2 số 0, BH 0, BH 1. À, rồi những cái chữ U 2.6 W nè. À, nó có cái, những cây T này, thêm cây TT10 nè. TT10 là nó hơi khác biệt nhau với, so với cái những cây, à này là cái T T10.
bông á mấy anh em ơi. Đây, nó có nhị nha, cái dòng này nó có nhị nè. Thấy không đó, nó có nhị bên hông. Ồ, bên em mình quên giới thiệu. Rồi trong đây nó có nhị luôn nha. Rồi, tất cả dòng này đều có nhị hết. Ôi, cây bé tí này cũng có nhị nữa ta. Thử cái nhỏ xíu coi nó có nhị không. Thằng nhỏ xíu này không có nhị nha. À, từ nó có nhị bắt đầu từ cây T10 T15 là nó mới có nhị nha. Đây là T15 nè. Ủa T5 chứ lộn. Nè, T5 thì nó mới có nhị thôi. Ờ nó ghi 2T anh em ơi. T5 là mới có nhị ha. Còn chứ T2, T3, T4 là không nhị nha. Đó, ok, nó phân biệt vậy đó. Rồi, và một cái đầu này, cái này, cái này thiết kế bằng nhôm anh em ơi, nó quay quay đầu kênh nè. Đã lắm, cứng ngắc luôn. Nha, gắn vào trong đây. À, ok đó, nguyên cái đầu bên đây. Rất là nhiều đầu mà giá đang sale chỉ có 98.000 thôi nha. 98.000 cho con hộp. Này hộp mình khui rồi, hộp nguyên nó như thế này đây. Nha, ok, mình qua. Rồi, sản phẩm kế tiếp, xe mắt thì nó sẽ có ba cái tơi này. Tơi này đang sale có 28.000 cây thôi các anh em ơi. Nha. 8, 10, 12. Đó, xe mắt thì 8, 10, 12. Đây. Cái này là bằng test chrome aluminum ha. Đó, thiết kế màu đen. À, này thì nó sẽ quay thôi, nó không có trượt. Nha. Đó, anh em nào cần 8, 10, 12 thì qua cái hàng mình đang sale chỉ còn có 28.000 một cây thôi. Giá quá trời mịn màng luôn. Ok ha, 28.000 một cây. 8, 10, 12. Rồi, kế tiếp C-Max thì nó có thêm một cái dòng cần thiết lực. À, cần thiết lực này nó đang sale nè. Con này thì nó hơi oxy hóa xíu, có 120.000 cây thôi. Lực sắn 300 niu nha. Anh em dùng cái này nè, anh em siết này vô 300 niu. À, từ không 300 niu dùng dùng cơ anh em ha. Này dùng cơ, chúng ta siết cái lực này vào thì ở trên đây cái đồng hồ nó hiển thị qua. Đó, anh em siết tới đâu thì nó sẽ hiển thị tới tới đó nha. Đó, giá cái này sale chỉ có 120.000 thôi nha. Đó, hàng của C-Max. Đó, nó hơi bị oxy hóa chút xíu nha, thì nó tình trạng nó như vậy đó mấy anh. À, rồi kế tiếp nữa mình sẽ đi qua về một vài công công cụ của bơm kinh đi, nhắc lại nên anh em nè. Cái này thì kho nó hết hàng rồi, bây giờ còn nhiều mình sale ha. Đây là một cái kìm mỏ quạ mở ống nước nha. Cái dòng này nó nhỏ xíu xíu thôi nhưng mà nó mở lớn lắm mà nha, kéo xuống vậy luôn 52 nè, nên thì thả ra xíu là này có thể mở lên tới 60 luôn nè, 60 65 vậy đó ha, kẹp được nè nha. Đó, cái dòng này thì rom aluminum ha, thép CRV mà cái cây này đang sale chỉ còn có 135.000 thôi mấy anh em ơi. Nha, dòng 10 inch của Bumkin. Thương hiệu Bumkin của Thái Lan nha và sản xuất ở Trung Quốc. Đó, và nội địa Thái Lan xài rất là nhiều. Anh em có thể xem những cái channel của bên tôi nó bán bên Thái Lan rất là nhiều luôn ha, mấy ông giới thiệu toàn tiếng Thái không à. Rồi, giá cái này là 135.000 một cây. Kế tiếp mỗi kìm mỏ quạ tự động. À, cái kìm này đang sale khủng hoảng luôn ha, có 195.000 thôi mấy anh em ơi. Dòng này sản xuất Đài Loan nha, Made in Taiwan. À, thép CRMO vừa cả thân và cả lưỡi luôn nha. Cả thân và cả lưỡi luôn, giá 195.000 ha. Bật lên ha, đó anh em. À, ngon lành ha. Mở ra mở vô này nè, nhanh. À, dòng này của Đài Loan sản xuất ha. Nó làm mình thấy nó sắc sảo hơn. À, nói chung Đài Loan sản xuất mình thấy sắc sảo hơn cái Trung Quốc nha. Đó thật sự luôn. Rồi mở nhanh ha, giá 195k. Rồi kế tiếp nữa mấy anh em ơi, mình qua cái sẵn đây Bumkin thì giới thiệu luôn hai cái dòng này luôn ha. Mình có hai cái dòng kìm bấm. Đây mỗi dòng kìm bấm mỏ cong, giá đang sale còn 145.000 nha. Đó, mỏ cong và một cái mỏ thẳng ở đây nha. Mỏ thẳng thì đồng giá 145.000 luôn mấy anh em ha. Đồng là bằng thép CRM hết. Đó, cái thân của cái mỏ thẳng này nó sẽ nó cong cong hơn nè, nó to hơn nè nha. Đó, còn cái mỏ cong ở dưới nó thiết kế thon gọn này cũng là 10 inch thôi. Mỏ thon gọn hơn ha. Rồi giá đồng giá luôn, mỏ cong mỏ thẳng đều đồng giá 145.000 hết nha. Đó. Cái dòng này thì sản xuất ở Trung Quốc nha các anh em. Chỉ có mở nhanh như nãy mới Đài Loan thôi. Rồi sẵn đây thì giới thiệu luôn hai cái kìm bấm của Tonsen. Cái hai dòng này thì nó cùng là thép CRM hết, cũng đồng giá luôn 135.000. À, Tonsen nó sale mạnh hơn Bumkin luôn. Đây. À, Tonsen này mỏ cong nè, 135.000. Mỏ thẳng này 135.000, bình thường con này là 194.000 mấy anh. Nha, 194.000. Đó, anh thấy không? 194.000 ha, bây giờ thì nó đang sale ha, chỉ còn có 135.000 thôi nha. Đó, hai cái kìm bấm, một cái mỏ cong, cái mỏ thẳng. Thì anh em nào mình xài cái hệ nào mình liên hệ ha. Rồi, sẵn đây thì Tonsen giới thiệu anh em cái kìm mỏ quạ luôn. Kìm này 138.000, giờ đang sale còn có 96.000 thôi. Quá trời rẻ luôn. Đây. Kìm này tính ra cái mỏ nó nhỏ hơn cái thằng Bumkin nha. Nó nhỏ hơn.
thiết kế mẫu nó khác. Cái cán của này thì nó sẽ to hơn và dặn hơn này, cái này đó, nha, quá rẻ luôn, 135.000, 138 giảm còn 196.000 thôi. Nè, ủa quên, còn 96.000 chứ lộn. Rồi, kế tiếp nữa, một cái kìm bấm dạng phổ thông. À, gia đình mà anh em cần một phổ thông rẻ tiền có thể mua con này 86.000 thôi mấy anh em ơi. Nha, 86.000. Đó. Gia đình á, kìm này chắc thép carbon rồi. Bình thường con này 124.000 nha. Giảm còn có 86.000 thôi. Rồi, kế tiếp qua những cái kìm phổ thông của bên Tonsen. À, kìm răng nè. Kìm răng phổ thông thì bên cửa hàng mình sẽ có về là tổng cộng là 3 mẫu nha. Máy này thì phổ thông là anh em chỉ xài gia đình thôi. À, anh em cắt những cọng kẽm này nọ thôi chứ nó không có xài công nghiệp được nha. Đó, ví dụ như cây này đi, tất 6 inch là 160 nè, giá 79 giảm còn 55 nè nha. Đó, cái cán đẹp lắm anh em ơi, này những cái cán của hãng Tosen rất là đẹp luôn nha. Rồi lớn hơn xíu nữa là 7 inch nè. 91.000 giảm còn có 63.000 thôi. Đường cái nó rẻ lắm nha, 63.000. Và cái này là cây 8 inch nè. Giảm còn có 100.000, giảm còn có 70.000 thôi. Em thấy không? Ờ, rất là rẻ luôn. Và mấy cái này cái cán đẹp lắm ha. Đây. Này là dòng mới sản xuất nha. Rất là đẹp. Nhưng mà thép, thép carbon thôi, thép nó sẽ không có cứng bằng mấy cái lần CRV nha. Dòng này mình nói xài gia đình thôi. Đó, thì anh em mình cân cân nhắc. Rẻ mà, mấy chục ngàn kìm thôi. Ok. Rồi, qua cái kìm cắt phổ thông thì mình đây có cái kìm cắt này. 7 inch giá 63 ngàn. Rẻ ơi là rẻ luôn. 7 inch nha, 180 mm. Cán cũng rất là đẹp nha, nó có phủ niken đó nè. Nè. Đẹp kia không? À. Gia đình mà chúng ta cầm cái kìm này, trời ơi, mua có 70 ngàn cái à, rẻ quá ta. Ủa 63 ngàn chứ không phải 70 ngàn anh em á. Đó, anh em mua cái về bỏ trong cái ấy rồi chúng ta cắt dây điện hoặc này nọ là chúng ta cũng được rồi. Ha, nó cũng không quá ngon so với cái kìm cắt chuyên điện. Chuyên điện anh em cắt cái cốc 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 đã lắm, vì cái lưỡi nó mài khác, còn cái lưỡi mà nó phổ thông thì nó dạng nó mài khác, nên chúng ta cắt nó không như chuyên dây điện được nha. Rồi 63.000 thôi, rẻ ơi là rẻ luôn. Rồi mình sẽ qua hai cái kìm nhỏ phổ thông đây anh em. Kìm nhọn một cái 6 inch, một cái 8 inch nha. Cái 6 inch thì giá 75.000 giảm còn 52 đó, mịn màng luôn ha. Và cái 8 inch 90.000 giảm còn 63.000 nha. Đó là kìm nhọn, cái mỏ này, mỏ này rất là dài nè ha, rất là dài luôn. Cho anh em coi cái 8 inch, 8 inch coi cái cán thôi nha, còn cái đầu thì nó thép và chất thép cũng giống như cây 6 inch thôi. Đây anh em ha. Nhọn mình làm trong góc con kẹt được nè, anh em kẹp rồi anh em đưa vào trong góc con kẹt rồi ngon ha. Đó, thợ điện chúng ta nên cắm làm xong cái để xài thợ điện mà làm điện xe điện 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 nguội á, không có, không phải điện sống đó. Rồi giá có 63.000 thôi, rẻ quá. Thì anh em hai cái bộ lục giác của Tonsen nha, hai cái bộ này thì một cái là 165, cái 60, cái lục giác bông. À, bông có nhị, nhị trên nhị dưới luôn nha, nè nhị dưới nè, nhị trên nè, bông nè, nó gồm những cái T 10 15 20 25 7 30 40 45 50. Giá bây giờ chỉ còn có 115 thôi, 165 giảm 115. Và chuyển sang cái lục giác bi từ ly rưỡi 2, 2 rưỡi 3, 4, 5, 6, 8, 10. Giá 160 giảm còn có 112.000 thôi mấy anh em. Nha. Một cái kìm bấm quên, một kìm rút ri ve nhôm. Giá mịn màng luôn, 86.000 một cái nha. Kìm rút ri ve nhôm giá chỉ có 86.000 thôi. Rồi, mình sẽ qua cho anh em một cái kéo. Nè, kéo cắt đa năng con xe mắt, cái này giảm còn có 49.000 thôi. Đó, kéo này anh em, rất là rẻ luôn ha. Kéo này để chúng anh em cắt ba cái dây điện rồi này nọ ha, nhỏ nhỏ cắt bông cũng được nè, cắt cành cũng được nè, rồi anh em muốn cắt gì anh em cắt nha, không nhất thiết phải cắt dây điện không hoặc là này nọ không. Rồi lưỡi là bằng thép không rỉ nha, giá 49.000 thôi. Cái cán thì nó có màu xám xám này, nó hơi cũ, nhìn hơi cũ thôi nhưng mà nó chưa có xài. Rồi mình qua những cái dòng này đi các anh em ơi. Trong đây thì nó sẽ có một cái thước này giảm còn 4 550, sale rồi giảm thêm lần nữa 4.9 nè mấy anh. Này có hãng KDS nha, của Nhật, thương hiệu KDS của Nhật. À, cái dây này là thước là bằng sợi thủy tinh nha, sợi thủy tinh nha, không phải sợi thép, sợi thủy tinh. Và cái dòng này là 30 m của KDS đó. Giá lúc trước mình sale 550, giờ sale xuống là 4.9 luôn anh em ơi.
Dòng này thì mình không thấy nó sản xuất ở đâu, mà thông thường cái này là nó sản xuất ở đa phần là ở ở Nhật đó mấy anh. Mấy anh KS này đa phần là những dòng này là sản xuất ở ở Nhật đó. Có vài dòng ở Mã Lai nha. Rồi, 409 cho cái thước này. Rồi, kế tiếp, CMAX còn một cái bộ dây này. Bộ dây này đó là một bộ dây nước ha, tưới cây tưới vườn, giá đang sale còn có 200 ngàn thôi nha. Bộ này thì nó là 20 mét luôn mấy anh. Dây là dây mềm. À, anh em cuốn nó dễ lắm, anh em cuốn nó mềm xèo nè, mình đã xài rồi. Cái này nó có hai cái van, một cái 21 cái ống 34 nè. Anh em câu vào cái ống nước ha là mình xài thôi. Có thể là xài 34 năm nay có xin nè, hoặc xài 21 ở đây ha, tùy theo cái chuẩn. Còn không xài cái này mình rút ra mình gắn vào cái khớp nó nhanh của mình cũng được, bỏ này ra nha. Thì mình khi xài cái này anh em gỡ hết này ra ha, cái khung này là chỉ là cái khung giữ thôi. Chứ nó không phải là cuộn nước ra vô nha. Đó, tháo về là tháo ra. Đó. Tháo ra luôn rồi anh em xài nha, chứ không có để như vậy mà xài được nha. Để như vậy nó quấn như vậy nó không có nước đi vô được đâu. Trên đây nó sẽ có một cái này nha, cái này dùng để gắn đồ vào nè. Và nó trang bị luôn cả một cái vòi sạch luôn. 200 ngàn và 20 mét luôn cả cái vòi sạch luôn mấy anh em ơi, vòi sạch tưới luôn nè. Nha, cái đầu này. Đó, anh em biết hai cái này gom này là cũng gần 100 ngàn rồi. Tính ra cái dây nó rẻ tiền hơn. Bình thường anh em đi mua cái sợi dây 20 mét, mua thêm cái vòi cái đầu nối nữa thì nó mắc tiền hơn á, anh em tính nó mắc hơn ha. Trong cái này lúc trước giá là 270 nha. Trong cái chương trình này sale còn có 200 ngàn thôi mấy anh em ơi. Cái này thì mình để có để một cái nhà mình xài rồi. Ngon. Mỗi lần mà xịt xong á, cuốn lại nó nhẹ nhàng lắm mấy anh. Nó mềm á. Cuốn nhẹ nhàng lắm. Ok ha. Rồi 200 ngàn một bộ này nha. Kế tiếp mình qua cái tôn sen đi. Đây là cái dòng máy mài tôn sen khuyến mãi nè, giá chỉ có 450 thôi nha. 450 con máy mài này nha, 760W nè. Cái dòng này phải nói là máy tôn sen này nó chạy im, hàng công nghiệp anh em, không tắt đuôi nhé, có tay cầm đầy đủ và làm cái thân máy thon gọn, đĩa 100 có M10 đây nè, tay cầm là máy thon gọn cực kỳ luôn và phải nói là máy này chạy ngon. Em thấy không? Rất là ngon. Bán được 13 con rồi, còn 7 con về lô 20 con. Anh em ha. Rồi giá 450 nha, 450. Đó. Thì trong cái phân khúc này thì con Toto cũng có một con. Toto thì giá công suất nó là 710W, giá là 466.000 cái này. Toto thì nó không có giảm sâu bằng con này. Con này giảm mạnh hơn nha. Có cái mã là 79542 nè mấy anh. 450 nha. Kế tiếp nữa tôn sen thì có cái máy này anh em không thể bỏ qua nè. Đây là cái dòng máy khoan đục 3 chức năng mà giá nó chỉ còn có 1.050.000 thôi. Mã này rất là hot luôn. Mã này gần hết rồi. À, mấy chương trình này thì nó chỉ có những cái dịp mà anh em biết hiện tại bây giờ là cái công xưởng nữa nó bán chậm anh em, nên mới có những cái chương trình hỗ trợ từ công xưởng nha. Chứ bình thường nó bán mình nói thật sự nó đã bán mạnh rồi, bán đắt rồi, không có chuyện giảm giá đâu, chỉ có trường hợp bán ế bán chậm thôi, công xưởng nó mới hỗ trợ giảm giá, đẩy hàng tồn kho, tạo công ăn việc làm cho nhân công nọ đó mấy anh em á. Đó, một con máy khoan đục 3 chức năng như này mà giá chỉ còn, giá đang theo còn có 1.050.000 thôi. Đây nha, 1.050.000, 800W, tốc độ quay 1200, lực đập 2.8 joule nè, mạnh luôn nha. Lực thứ nhất tốc nhanh và lực đập mạnh là anh em khoan nó đã lắm. Đó. Đang đục đục nè. Ok. Rồi. Giá 1.050.000, con này bán cực kỳ chạy luôn. Mình bán khoảng cỡ 40 con rồi đó. 40 con. À mình thấy cái chương trình tôn sen hầu như có bên mình chạy thôi mấy anh em ơi, các anh em khác không có chạy. Cái chương trình tôn sen anh em để ý nha, chỉ có bên mình chạy thôi đó. Bên mình vừa có showroom trưng bày tôn sen đầy đủ đồ nè, vừa có showroom trưng bày máy, trưng bày tôn sen, trưng bày đồ nghề đầy đủ đồ luôn. À, đó. Nên dù anh em qua bên 850 anh em lựa chọn là ngon lành luôn nha. Tôn sen thì cứ ghé 850 cho mình nha. Ok, 1.050.000 thôi, 79510 nha. Rồi mình qua cái sản phẩm kế tiếp nha. Rồi bây giờ còn như đây máy mình lên sóng như hết luôn ha. Kế tiếp nữa đây là một cái bộ kit 69 món nha, của thằng Top. Bộ này đang sale mịn màng luôn em ơi, có 550 thôi à.
550 bộ này, bộ này sản xuất Đài Loan luôn nha. Bộ này sản xuất ở Đài Loan luôn này anh em, made in Taiwan ha. Của hãng Top. Rất là đẹp. À, bộ này xài gia đình được nè. Đó. Đây anh em. Quá trời đồ luôn nè, có 550 thôi à. Tin được không? Một cái mỏ quạ, cái kìm răng hay cần siết 12 nha, cần siết 12. Rồi. Ở bên cần siết mà quên cần siết 38 nhưng mà lộn. Quá 12 nha, nó lộn. Cần siết 38 nè. Đó mấy anh. Rồi nguyên cái bộ chìa khóa nè. Nha, chìa khóa là phổ thông không luôn á. Rồi 8 này nọ ha. Đó, bộ là 2 4 6 cây. Rồi một cái tôi vít dẹp, có 3 cây tôi vít dẹp đó nè. Đầu đầu dắt nè, đầu cót nè, kìm bấm cót nè, kìm răng nè, đầu nối nè. Anh em muốn xài mồng 4 chuyển từ 38 sang mồng 4 nha, chỉ có một cần siết thôi. Cần siết lắc léo nè nha, lên xuống nè. Rồi, nó sẽ có những cái đầu khẩu nè. Mồng 4 nè, mồng 4 từ 4 ly nè, 4 ly cho đến cái này là 9 ly nha. Còn 38 là từ 10 ly nè cho đến 19 ly. Ok ha. Đó. Cần nối chuyển là từ 38 sang 14 nên xài cái này. Giá nguyên bộ này mà cái dưỡng này nè. Hồi giá rẻ ghê nè. Bộ trên đây mấy cái lục dán trong đó nè. Ok ha. Rồi bộ này giá có 550 thôi mấy anh em ơi. Bộ này mình còn có hai bộ thôi. Họ là hết hàng luôn rồi nha. Rồi mình sẽ qua bộ này. Kế tiếp nữa. Một con nhất, đây là cái dòng máy khoan 6.5mm 230W của hãng DESA, giá đang sale là 339.000. 399.000 nha. Lộn, 399. Đó. Con này mới 100 nha mấy anh, chưa có xài. À, quá trưng bày đâu. Đây. Đó, con này mà đi bắn vít ngon cực kỳ luôn, khoan mồi bắn nhôm cực kỳ ngon luôn. Đảo chiều luôn nè, nha. Đảo chiều luôn. Đó, đầu chỉ có 6.5 ly thôi nha. Anh em nào muốn cái 7 ly không có vô được đâu. Phù hợp với cái mũi bắn vít và cái cử hành trình nữa nè, để chúng ta bắn nè. Đeo nè. Mở khóa nằm ở đây nè. Đó. Máy của DESA chạy êm lắm. Cái máy khoan DESA cái này anh em chạy không thua gì mấy guitar đâu. MT á, chạy ngon lắm. Rồi 399k một con duy nhất nha. Con này nằm ở trong cái gói tặng máy khi mà trưng bày á. Mày còn một con thôi, hết rồi. 399.000 ha, một con duy nhất. Rồi kế tiếp. ASC13, con này khoan đục hai chức năng. Nha, khoan đục hai chức năng thôi, nó chỉ có khoan và khoan đục thôi. 400W. Nó khả năng khoan lên tới 12 mm đầu SS Plus. Mới tin luôn và con này đang sale là 1.040.000, còn là 884.000. Những anh em mà chuyên khoan bê tông á, thường nó xài con này, nhỏ gọn leo trèo trên cao rồi ha. Đây anh em. Đó. Khoan nè, khoan đục nè. Đó. Nó là khoan đục đó anh em. Nha, quay lại khoan nè. Cái này mới nha, bảo hành 6 tháng này đủ hết. 884.000 thôi. ASC13 số lượng chỉ còn một con thôi nha. Hôm trước con này ba con luôn bán hết rồi, còn một con thôi. Đảo chiều trái phải luôn anh em. Đảo chiều nè. Đảo chiều chạm đốc luôn nha. Xuất vô. Những cái dàn nhựa này rất là đẹp ha, DESA con này làm đẹp lắm. Rồi, 884.000. Trang bị một cái mũi khoan. Nha, một cái khoan. À, một máy nhất nha. À, mình qua. Kế tiếp. Đây là một cái con khoan hai chức năng của hãng Cofix. Con này giảm giá từ 509.000 còn có 458.000 thôi nha. Con này thì cái đầu nó thì anh em không có dùng khóa, dùng cái tay dặn thôi, không có khóa. Nó cũng không phải auto lock nha. Đây, anh em phải dùng hai tay anh em mở nè ha. Dùng hai tay siết đầu 10 ly nha, 10 ly. Máy chạy rất là êm luôn mấy anh. Dạ, ngon không? Đảo chiều nè. Wow. Còn Cofix này, hàng công nghiệp này xài rất là ngon. Cái miếng bên trong là bằng nhôm nha, miếng ngoài nhựa nè. À, đảo chiều trái phải đầy đủ nè. Đây là nè. Đảo chiều phải nó khóa bắt còn khóa rồi nè. Đó. Nhỏ gọn mạnh khỏe luôn. Đầu 10 ly thôi. Tốc độ hay quay 2200. 550W nè, 550W. Và giá con này bây giờ chỉ còn có 400
458 ngàn thôi mấy anh em ơi. À, mịn mà ngon. Rồi, một con máy, con này hôm trước là sale chưa bán được nè, 582 ngàn. Thôi con này bây giờ mình giảm giá đi ha, 582 thì con này hôm trước mình đã giới thiệu một lần rồi, thì bây giờ mình tính cho anh em là 540 đi. Ok nha, 540k. Rồi, giảm giá lần kế tiếp. Đây là con máy tỉa, à, máy tỉa cành dùng pin 4V. Dòng này hiện dạng trưng bày nè mấy anh, nó không còn mới nữa. Nha, giá con này mới như tới 900 mấy á, 9 mấy 8 mấy mình quên rồi. Anh em phải bóp dưới vô nè, anh em bóp cò. Ok nha, khả năng cắt này nó chỉ tới là 14 thôi nha. Đây nó có khóa cái cò đây nè, anh em xoay lên đây là khóa nha, xoay lên là khóa đó. Khóa là anh em bóp khóa lại đó. Ờ, khóa này hình như nó không tác dụng hay sao ta. Ok, mình thấy khóa nó không được rồi đó. Em chào xíu coi. À, thử coi. Không ok luôn, quay lại. Cũng sai bình thường lắm anh em ơi. Thôi giờ không có khóa được nha. Đó, 540 ngàn thôi. Này bóp dưới mạnh vô nè, bóp đây nè, bóp dưới đây nè. Rồi ta mới bóp cò nha. Ok. Dùng cái nguồn là 4V, dùng cái cục sạc là đây nè. Nó sẵn sạc luôn. Rồi, anh em nào tỉa cành thì mua con này nha, 540 ngàn. Đó, 540 một con nhất nha. Rồi, máy cuối cùng. Con này thanh lý. Con này hãng Total nha. Con này đó là máy khoan. Bình thường cái con này á giá nó là 1.575.000 một máy 2 pin một sạc, nhưng mà cái cục pin này hôm trước không biết đi đâu mất tiêu rồi, nay tự nhiên khui ra còn có một cục à. Thôi giờ sale anh em luôn nha. Con này là máy mới nha, chưa có xài. Đó. Đầu là đầu 10mm, 3 chức năng, khoan, con nhít một khoan búa. Tốc độ quay của nó là 400.500 nha, động cơ có chỗ than. Ok ha. Đó. Động cơ có chỗ than. Rồi. Một con nhất nha. Đảo chiều đầy đủ ha. Đèn led hoạt động đầy đủ nè. Ok ha. Đó. Thì con này có chức năng khoan búa anh em sạc gia đình được nè. Đó ha. Ok. Đó. Động cơ có chỗ than nha. Rồi con này giờ sale cho anh em là 850 ngàn nha. 850 ngàn. Một máy, một pin, một sạc. Đó. 850k thôi. Cái viên pin này bình thường giá nó là 350 đó các anh em. Cái viên pin cái mã mà cái viên pin mà cái mã mà một số 1 thì nó mắc tiền hơn á. Ha. Đó anh em tự tính đi. Rồi 850 ngàn cho một con ha. Giảm rất là mạnh luôn. Bình thường cái bộ này á, là 1.575.000, một cái viên pin á, là nó chỉ có 350 thôi, thì đâu đó cũng còn là khoảng cỡ 1.200 mấy. Thì bây giờ mình giảm đậm sâu luôn anh em ơi, coi như bỏ một cục pin ra mà giảm quá trời nhiều luôn, giảm hơn nửa giá luôn, được không? 850 quên, gần gần giảm trên 40% luôn á nha, hơi bị nhiều á. 1.575 giờ giảm còn 850 thôi, một con nhất. Rồi anh em mà đang có nhu cầu con này thì lấy nha, đánh dấu vô 850k một máy quy một sạc. Hôm nay anh em đừng quên cái Total nha. À, sẵn đây là cầm lên giới thiệu luôn lại là cái thân máy mài này nè mấy anh, thân máy mài pin Total giá sale sập sàn luôn, trong cái tháng 9 này chỉ còn có 792.000 thôi nha, giảm tới 12%, bình thường nó là 900.000 nha, số lượng không còn nhiều đâu. Mấy anh em đang có nhu cầu thì mình liên hệ nha. Thân máy mài pin Total dòng động cơ không chổi than Super Select, để 100 cốt M10, hai góc độ 3.000 và 8.500 nha anh em á, giảm còn có 792.000 thôi. Cái thứ hai nữa là máy mài khuôn 130W, giá bây giờ chỉ còn có 405.000 thôi nha, con này bán rất là chạy luôn. Đây nghe mấy anh em đó, máy mài khuôn mini này của hãng Total nè, 405.000 máy thế hệ mới nha, thế hệ mới
sale giờ này là sale nằm ở trong cái tháng 9, tới tháng 9 là hết chương trình đó, đậm sâu luôn ha. Mấy hãng tàu có những cái chương trình giá rất là tốt luôn, anh em đang nhu cầu mua thì mình liên hệ ha. Rồi hết rồi đó, anh em có thể click vào đường link bên dưới để xem thêm những sản phẩm mà mình khuyến mãi nha. Rồi, cảm ơn em nha, xin chào và hẹn gặp lại.